Ok, chào mọi người. Hôm nay lên tiếp gửi cho mọi người một clip cần clip phụ kiện cho mọi người. Thì chiếc này mình sẽ lên là toàn bộ là túi ha, túi đựng cần câu cho mọi người. Đó. Thì bên đây là cần hai khúc này, hai khúc ba khúc. Bên đây là túi đựng chuyên quyền cho cần 4 khúc nhé. Đó, cần 4 khúc không thôi, cần tay lóng ngắn. Rồi, để sắp vô cụ thể từng túi cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi không clip sắp lên á thì đem gửi về shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Để gửi cho người túi thứ nhất thì túi thứ nhất lên cho người là một cái túi túi cứng nha mọi người, túi là túi cứng. Đó. Đây tên của nó đây, cái sheet len gì nè mọi người. Đó, tên đây. Túi này thì nó bị rớt ra đây, cái quay quẩy nó bị mất nè, nó quay sắp bị mất luôn. Mà túi cũng còn rất ok, cảm quan thì nó vẫn còn cứng nha. Đây. Nên bán dạng băng rẻ giúp người. Túi này thì nó dài là 1 mét thôi nha mọi người, dài 1 mét và cái chiều rộng của nó là 60 cm, 65 cm nha mọi người. Đó, phi là phi 65 nè. Đó, rồi giá công khai túi số 1 giá là 200 thôi nha mọi người, 200k cộng ship túi số 1. Tiếp theo túi số 2 thì túi này cái sân tia của nó thì nó cũng bị hư rồi, nó được chế thành cái mani nè. Đó, sân tia bên đây cũng vậy. Đó, sau thì mình sẽ nói rõ ràng với mọi người vậy nhé. Đó, kéo thì vẫn ok, vẫn mất nha. Bên trong nó đây, bên trong nó còn tương đối sạch nha. Tiếp theo túi số 2, túi số 2 thì vẫn là một cái túi túi cứng mọi người, túi cứng chân tia hai cái thì còn ok nè. Đó, nó mắc cái quai quẩy nè, nó mắc cái quai quẩy, mắc quai sắt. Đó, nhưng mà được cái túi này túi cứng và dài. Đó, cứng và dài mọi người. Đây, thì đây tên của nó đây. Đó, Essence Fit xin gì mọi người. Đó, túi cứng nhá. Thì túi này nó dài là 1m5 nha mọi người, dài 1m5, phi của nó vẫn là 65 nha mọi người. Đó, đường kính rộng của nó là 65. Rồi, giá công khai túi này giá là 250k nhé, 250k cộng ship. Sân tia thì sân tia trên nó bị lỗi nè. Đó, sân tia dưới ok, sân tia trên nó bị lỗi, sân tia dưới ok. Đó, rồi túi 250k, túi số 2. Tiếp theo túi số 3, túi số 3 thì sân tia dưới bị lỗi, sân tia trên đây. Sân tia trên luôn, thế ghê nha mọi người. Đó, tên của nó đây, Asen. Túi này thì quay quẩy vẫn còn, quay sách vẫn còn. Đó, tổng quan ngoại hình thì còn tương đối ok, đó, tương đối sạch nhé. Thì túi này nó dài là 1m2 nha mọi người, dài 1m2, phi nó vẫn là 65. Đó, rồi giá công khai túi số 3 giá là 650k nha mọi người. Đó, giá là 350k nha mọi người, 350k túi số 3. Tiếp theo túi số 4, túi số 4 là một túi đựng cần câu, máy câu. Đó, túi hãng của hãng Tiga. Thì túi này được hai ngăn nha mọi người, túi shop. Ngăn thứ nhất sân tiêu ok, hai cái ok hết. Túi còn khá là mới nha mọi người. Đó, rất là mới luôn. Đây, túi shop nhé. Thì túi này dài 1m25, đường kính chỗ cái bầu này á nó là 24 cm nha mọi người. Đó, đường kính cho cái bầu này sẽ là 24 cm, đựng khá là nhiều cần và máy đó. Và mọi thứ ok hết,
cũng còn khá là đẹp, quay quẩy quay sách còn này đầy đủ hết nhé. Tôi mới tớp khá là dày đó. Nó không dạng phải túi cứng nhưng mà nó dạng nó vẫn tương đối cứng nè, nó không phải là cứng đơ luôn đó. Đây sách lên như thế này thì giá công khai mã số 4 giá là 550k nha mọi người, 550k cộng ship mã số 4. Tiếp theo mã số 5, mã số 5 lên cho người là một cái túi của Daiwa. Thì hàng này hàng từ Nhật về đó, hàng này đấu giá từ Nhật về đó, túi Daiwa nha mọi người. Daiwa túi xốp nhé, ở ngoài lớp vải, ở trong là lớp xốp nha mọi người. 2cm ok rồi đó, đảm bảo rồi luôn. Vì hàng này hàng tiễn quê lớp xốp ở trong nè, lớp xốp nhé. Cái này thì quay quẩy ok đó, đẹp nhau rồi, rất là đẹp luôn. Này thì nó sẽ có chiều dài là 1m3 người, chiều dài 1m3, bề ngang của nó sẽ là 10cm nhé. Cái này thì anh em để cần 2m5, 2m6 ok đó. Rồi giá công khai mã số 4 và mã số 5 giá là 450k người, 450k mã số 5. Tiếp theo mã số 6, mã số 6 cũng là túi Daiwa nha mọi người. Túi Daiwa ngoài là lớp vải, bên trong là lớp xốp nè, đó xốp mềm nhé, trắng qua đập cần tăng tê ok. Mấy túi này thì hàng tiễn quê, bao quẩy ok. Daiwa nha mọi người, hàng Daiwa túi rất là đẹp. Thì túi này nó có chiều dài là 1m6 người, 1m6. Cái này anh em để cần 3m ok nè, đó để cần 3m, cần đánh giải. Chiều ngang của nó sẽ là 10cm luôn nha mọi người đó. Rồi giá công khai mã số 6 giá là 550k người, 550k mã số 6, túi dài 1m6 nhé. Tiếp theo qua đây là mấy cái túi để cần 4 khúc. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 lên cho người một cái túi của Excellent. Đó. Túi còn rất là mới. Vì đây là hàng tiễn về nên mấy cái xăng tia này anh em yên tâm. Rất là nhẹ nhé. Rất là nhẹ và mới. Đây. Trong ở đây. Túi này là túi cứng nha mọi người. Túi cứng chuyên về cho anh em để cần một cần 4 khúc nè, cần dạng cần du lịch nè, không phải anh em để cần tay lóng ngắn, rất là tiện lợi nhé, rất là nhẹ gọn. Thì cái này có chiều dài là 65cm nhé, phi của nó cũng là phi 65, chiều dài 56cm, phi 65 nha mọi người. Rồi giá ông khai mã số 7, giá 450k nhé. Tiếp theo mã số 7 và mã số 8, mã số 8 là một cái túi của thằng Red. Đó, túi này thì da giả nha mọi người. Đó. Giả da chứ. Đây, giả da rất là đẹp. Hàng tiễn về nhé. Đây, túi rất là đẹp. Túi này chuyên về cho anh em đựng cần 4 khúc, cần tay lóng ngắn nhé. Đây, rất là đẹp. Rất là đẹp cho cái túi. Quay quẩy còn nè, đó, quay quẩy còn. Quay sách còn. Thằng T thì hai cái này thì rất là đẹp đây. Đó. Đây trong đây nó sẽ có một cái túi nhỏ ra mọi người đó. Túi rất là đẹp, hàng tiễn quê đây đó. Giả da thì túi này nó dài 56cm, phi của nó là 70 nhé, chiều rộng của nó là 70. Rồi giá công khai mã số 8 giá là 550k người, 550k cộng ship mã số 8. Tiếp theo mã số 9, mã số 9 vẫn vậy nha, giả da đây rất là đẹp đó. Anh em để cần 4 khúc
cần 3 khúc, cái này 3 khúc 4 khúc để ok. Đó, túi để đây, túi để cần tay lông ngắn, tôi cứng luôn mọi người. Đó, bảo vệ cần anh em rất là ok luôn. Quay shop rất là đẹp, cái túi thiết kế rất là đẹp. Thì túi này nó có chiều dài là 75 cm nha mọi người, 75 cm, chiều rộng của nó là 70 x 70 nhé. Rồi giá ông khai mã số 9, giá là 550k luôn, 550k mã số 9. Tiếp theo bên đây, bên đây là túi mã số 10. Mã số 10 lên cho mọi người là một cái túi của Daiwa. Cái này hàng khá là xịn mọi người. À, cây Daiwa này là cây Daiwa khá là xịn. Hàng Daiwa. Túi cứng nha mọi người. Đây. Để gỗ vỏ mà anh em nghe kình kình thế này là biết liền. Trên đây có một lớp da nữa nè, đó, bảo vệ. Quẩy sắt còn, móc treo nè, đó. Quay quẩy, quay sắt. Đó. Dây kéo còn rất là nhẹ nha mọi người. Bên trong có một lớp xốp nữa nè, đó. Cây này của cây đây qua nào mọi người. Đó. Về thì mình nhập cái này về thì được cái túi này, đó. Nha, hai lớp da bảo vệ. Thì túi này nó sẽ dài là 88 cm nha mọi người, dài 88 cm, phi của nó là 90 nhá. Đó. Chiều rộng của nó là phi 90. Rồi, giá con hai mã số 10, giá là 700k anh ơi, 700k mã số 10. Túi rất là xịn luôn. Đó. Cái này anh em để cần mét cử được à, mét gửi được rồi. À, mét 6 cũng được. Đó. Tiếp theo mã số 11, mã cuối cùng, mã cuối cùng là một cái túi rất là xịn của hàng của cây cần đây. Cây Tulala đó, một cây cần rất là xịn. Đó, cây này 10 củ mấy rồi, 7 củ 10 củ gì đó. Mà chỉ này mình về được cái túi này. Bên trong đây là một hai cái cách hướng dẫn của nó nè, đó. Đây. Cách hướng dẫn của gần rất là xịn nha. Nó được hai cái ngăn nè, ở đây cũng được một cái ngăn. Đó. Túi ngoài là da. Thì cái túi này nó dài là 55 cm nha mọi người, dài 55 cm. Rồi, giá công khai túi số 11. Giá là 1 triệu người, 1 triệu túi số 11. Để đo chiều bụng của nó, chiều ngang bao nhiêu đây. Chiều bụng của nó là 10 cm. 10 x 10 nha mọi người. Đó. Túi rất ok. Xịn sò, cái túi có một cây cần xịn sò. Rồi, giá công khai mã số 11, giá 1 triệu nha mọi người, 1 triệu cộng ship mã 11. Rồi, đó tổng cộng 11 cái túi lên mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào có thể chốt để là shop số điện thoại, shop tự động liên hệ của mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.